Ok, xin chào bạn đấu quay trở lại channel của mình. Thì ở video hôm nay là mình sẽ đi cùng với lại mấy thanh niên ở đây làm clip nút tu bờ gồ ấy, với mấy thanh niên ở đây ha. Thì ok, thì lần này là mình sẽ cùng mấy thanh niên này đi trở thành bờ gồ nha các bạn ấy. Ok, bắt đầu mục tiêu mình là trở thành những người có robot ha. Robot thì như thế nào thì mình vẫn chưa biết cách lấy, nhưng mà mình đang dự tính là sau này mình bờ gồ lên mình sẽ bán nhập này các bạn. Ok, let's go. Bây giờ mình sẽ nói chung là có mấy thanh niên tối tạo ạc á, cho nên bây giờ mình sẽ đi gọi là đi ắt một mấy bạn, kéo mấy thanh niên này đấy. Mặc dù mình nói mình kéo nhưng mà mấy thanh niên này kéo mình đúng hơn á. Mẹ ao ê ngon ao ê, đợi để tao đợi tiền đi đặt con Goku Deep Bro. Anh nhìn đẹp cũng sao thì được anh nhìn ghê. Yeah. trời Goku bình thường hả? Rồi đúng giờ đang xe Goku bình thường mà nhìn lao nè. Trời ơi trời. Goku trời, đang xài Goku bình thường, nó xài Goku Blue rồi. Ra giờ này tao xài Goku Blue rồi con. Đùa, giỡn mặt cái đau này. Ui, đến năm có Gana đấy. Tao mạnh hơn. Ghê. Gana nâng đắt rồi. Thằng nào đặt ngô vui vậy? Nó tự nhiên đặt cái ngô vui ở đây ra. Lên Goku nó mới đặt ra mà nó mạnh hơn con Goku của thằng Sô này. Mày mày nói gì giống như hét vào tay đây đó ta. Rồi chị phát giống như là cái mắt ma của thằng gì đó, của thằng Akainu á. Nhìn như địa bục à, nhìn như mắt ma của Akainu vậy. Lúc mà đi donut thằng A á. Cái gì bông kiên tinh mình chiêu ảo tiếp tục úp cây tiếp dơm rồi dậu úp cây vậy rồi đó để úp rồi thằng nào mạnh hơn Ren Goku lần này mạnh hơn Goku mạnh hơn đây Goku Ren Goku lên một bộ mắt đạn ra con mạnh nhất game. Mày có con nào legend không vậy? Con Gara là con gì á? Legend này epic vậy? Epic. Dài á. Có tùy lắm. Ta đâu. Cái mẹ hay nghĩ rồi. Cảm ơn. Ui. Ta bù lắc mày. Đi tầm 2 cái này được đủ 500 để quay một lần. Quay một ít 10 rồi. Người ta còn 302 game. Hay 352. Bây giờ tao phải phải kiếm cái con Speedwagon á, ngày nào bán Speedwagon thì kêu là dạy tao đi săn á. Bulma thôi. Bulma. Ờ thì Bulma cũng được. Bulma rồi. Nhưng mà Bulma nó khó ra lắm, Bulma là legendary mà. Bulma. 2 giờ sáng bán Speedwagon á. Không, khi nào bữa nào buổi chiều tao đang chơi á, kiểu như tao đang online á, tụi mày kêu tao. Hoặc là nếu như mà tao không online thì vô spam net tao đi. Cái gì nổ kìa này chưa thằng Ben nè, chắc chưa thằng Ben anh chưa phải đúng rồi cái chiêu xài cái mắt đi nè mắt giữa thằng Ben á, còn cái chiêu mà tự nhiên nổ cục khói lên trời là chiêu thằng nào đó của thằng Ben hay là của thằng hay cái gì vậy cái chiêu vậy có được hay chiêu gì ghê tao mới hai chữ stun luôn á. Chiêu gì ghê à? Méo đi toi. Méo vậy. To vậy. Ghê. Ui, tao đặt to 3 luôn. Địch 2 à. Lung lung không? Ghê. Đó. Khi nào tao về nhà thì mày cho mày đưa tao cái link ở cái đặc kính tao nhá. À đưa đấy rồi về nhà tính. Mà không thì mày vô đặt phụ mày xong mày gửi link vô đặt chính luôn cũng được. Ở đâu? Ở đâu? Ở bây giờ cũng được. Oh no. Chiều ghê quá. Mấy này spam chiều khủng khiếp quá anh em.
tao đéo tìm thấy, tao đéo tìm thấy tên tao luôn à, tao chưa xa đấy, xa rồi này. Ủa sao thiếu thằng nữa vậy, nào thiếu thằng đứt đây chưa mắt nữa, từ ấp mắt nữa là mắt này. Trên ok mắt đây tao tìm chính mình, tao tự pin chính mình và tao tự rửa cho chính mình. Nào. Ủa đem cô đang to vậy. À đúng rồi, mấy cái cò mà, mấy cái cò đem to lắm rồi. Bắt được cái con. Đem Goku mấy cái cò mà. À bữa sau nó up cái con Goku lên cái level tầm khoảng 50 gì đó, chắc cũng hơn 1000 gram. Mẹ lên 50 khó lắm nha mày. 50 thì hơi lâu. Nhưng mà tao nghĩ đến 40 là được 1000 gram rồi. Con này mắc là được bài 1579 mà cái hồi mà còn đang còn level 1 á, 1579 đam. Đùa. Liên cô cô. Goku này mắc được 1.7 cái máy á. Ủa đặt đây. Con Kanji còn mạnh hơn cả của tao. Liên cô cô. Tính ra cái game này làm thôi chơi nhìn y chang con Itachi luôn mày. Mày qua đây nè, nhìn mặt nè. Nhìn giống như Itachi. Có cảm giác. Ta cảm giác skill của nhìn Itachi luôn anh em. Tự nhìn cái khúc ở trên á. Giờ mình chỉ cần đổi màu áo thôi là nhìn thành Itachi liền luôn á. Cơ sở chơi boss nè, boss nè. À, điện đổi màu áo thành Itachi luôn. Skill đảo ngược lại đúng không? Đậu nó có boss kìa. Con pen kìa. Bọn mày cảm thấy khổ đau. Quá ghê. Ừ á. Boss bị hội đồng. Bọn mình ghê. Boss nó thấy tí chiếu chết luôn. Tha rằng mang về nghe năm mốt. Ok bây giờ đã vô mát rồi các bạn. Tắt đi em ơi. What the fuck cái gì vậy? Video game. Ủa what? Mắt mày đâu? Ấp này. Ấp này con hay dạ. Solo của cô không? Nghe. Solo của cô không? Cô vậy chắc luôn, chắc mấy con luôn hả? Phải không? Mấy con cộng lại 16 cái này là tôi chắc là 6 đam ví dụ vậy, 6 x 3 18 18 mà con này mới đạt ra 30 rồi. Solo đam hả? Wow, ghê quá, ghê quá. Này, này. 60 đam. Còn gì vậy? Mấy bảy mấy đam. Ghê ghê ghê. Chấp đặt đúng một con Goku hả? Đấy 63 đam. Thấy thế nào? 63 đam hả? À? Mà hãy mình nhìn con của tao bao nhiêu đam đi. Tao chưa up luôn á. Mới up ra 3 thôi á. Ôi 63 đam hả? À. Ghê ghê. Ghê mà mình nhìn lại con tao đi. Trời ơi ghê quá. Legend solo với quay. Legend solo với re. Đánh cấp nó phải khác hiểu không? Ao quê mày không có tuổi không? Mày là không có tuổi. Đập trận boss là tao tao ăn nha. Đây. Boss mình ba khỏe luôn. Cái này cao kim đúng không? Vậy. Lúc quá. À. Nói gì vậy? Mà tính con không nói đâu. Cái ý là tao nói là Goku á biến hình này á là Kaioken đúng không? Đúng rồi. Biến thành mờ. Ừ. Đã mấy chữ không? Rồi ok, tiếp tục là thêm con nữa. Tại để đặt thêm vài con nữa đặt cho nó chơi chơi thôi chứ chứ tao còn dư tiền. Dư tiền nên mới đặt. Chứ không gì. Cái skill kìa trời. Boss rút máu ghê vậy. Đặt nhiều phải liền. Nói chuyện ha. Nói chuyện ha quá trời luôn. Cũng chết, cũng chết. Sao kìa? Boss chết rồi à? Không. Nhanh vậy. Ôi trời ơi. Chú level 1 quá. Nói chết một này. Đủ một cây cổ lắm. Ủa? Kìa disconnect rồi. À kìa disconnect rồi. Không, không. Không phải, tao nãy tao vô 2 lần phải liền. Nên vô trận rồi nó bị ao ra. Xác rồi.
Bây giờ đến được ác 3 rồi còn 2 bác nữa. Cũng hơi lâu á. Rồi tập rồi ngày ngày 3 mình đi Infinity. Hai ngày ba đi mẹo á, mình đi mẹo quá nhanh. Cài game nữa, cũng nhanh luôn. Gì? Ngày đi mẹo á, cái mẹo mình kiểu tới WB 30 á, là mình thả ra, mình để nó chết á. Mình cũng được ép nè, cũng được game nè. 100 game thôi mà mình đi 15 phút à. Nhưng mà đúng đi vậy không? Nó thôi kệ đi, cứ đi đến quay 50 luôn đi, quay 50 hơn đi. Được 300 gem luôn, lấy 300 gem luôn. Chứ mất công đang đi giữa chừng cái xong bỏ xong uổng, thấy không? Mới lại được không, thêm đó. Cái một cái bonus reward nữa, bỏ làm gì? Cái bonus reward thì đọc. Lấy luôn chứ còn làm gì nữa. Giờ lên 50.000 rồi, tao nghĩ tương lai game này có thể sẽ nhiều người chơi hơn nữa. Game mới ra mà. Thôi giờ hệ bữa sau là update 1 là coi như là có khi là được 5.000 layer luôn á. Cái này mới update đầu mà, cho nên chưa đâu, cứ từ đi. Đến cậu đầu tiên chứ còn gì. Còn ai lấy ạch trên đường chạy nhanh nữa, còn cái lầu dưới chạy. Ok. Đá chưa? Đá chưa? Đủ đánh bại không gì đâu mời, let's go bớ. Ủa chưa đánh bại nữa trời, sống dài vậy. Ngày hôm nay cái chi chó đủ đúng quá trường luôn. Rồi nó sao đam ít rồi ta, hình như nó giảm đam của mấy con war, mấy con NPC của mình á, mấy con unit của mình. Ok, ngon lành đầu chiến. Nhìn mấy con boss máu này cầm vật chính vô nó khỏe liền ta. Cứ để con Goku trên đầu đi, dưới để là yeah. Thôi tao để đây cũng được, tao để đây nè. Cũng khá là ngon rồi, ngon ngỏi. Chết rồi mà nó chưởng đủ. Quá ghê. Nó trưởng được hết rồi. Mà tính Goku là nó trưởng được tầm khoảng hình như gây đam được 2 lần hay sao mày? 2 lần. Hả? 3 lần, nó trưởng 3 lần. 3 lần hả? Tao thấy nó trưởng phát xong nó giật 3, giật 2 lần gì mà. Nhìn nhìn lại nè. Giật phát 2 phát. Ba phát. Ok. Mỗi phát 10 mà con Gono nhìn vậy với lúc mà nó bay lên trời đánh á, đánh tầm khoảng 2 cái á, cái con Sten nó đánh 2 cái nhưng mà gây đam được 1 lần à. Đúng biệt luôn. Thế còn mà thấy con Sten nó lên trời đánh 2 cái rõ ràng luôn á, nhưng mà nó gây đam được đúng có 1 lần. Nè con Dio đá mười mấy cái. Dio đá 5-6 cái gì đó. Nó Dio mà cầm nó đánh con siêu đã luôn. Rồi Dio Sunny mới đợt ta tưởng con nào mới á. Dio Sunny nhìn đến tướng nó khác đó. Thật ra Sunny chỉ là một cái gọi là cái món đồ, không phải món đồ mà dạng như là cái skin của cái con Yu này thôi, chứ nó cũng chả có mạnh hơn gì đâu. Nó tặng đi đài, tặng là cái skin thôi. Tặng tí à. Mà tính ra là Mara Sunny á, nhìn cũng đẹp ha. Mara lục đạo. Nó không có seasonal đẹp sẵn. Ừ. Diện Goku tao mới đặt ra nè. Vậy, nào Goku mới đặt ra đủ 83 đam. Cái gì ghê ra. Goku tao mới đặt ra hình như có ba mấy à. Goku mày level bao nhiêu rồi? Mơ mắt luôn, cá sẽ chiên 2 nữa. À, mày ấp mẻ mắt thử coi bao nhiêu được nhiêu đam. Cũng mắt à. Rồi mày ấp mắt thử đi. Mày xeo hết mấy con này đi, ấp mắt thử. Từ. Đã DP quay 30 về máy á. À. Tính ra Goku cũng mạnh phết chứ bộ. Búp lên 201 đam luôn. À. Đỉnh. 201 luôn hả? Ừ, đen Goku nữa. Đen Goku level 50, 2k mấy ra. 2k2, 2k4 gì không biết. À, ước gì tao có nhân phẩm may mắn hơn tí, tao quay ra được mấy con mày thấy còn à, chứ tao xui chết luôn á, quay trả ra à, đúng nhỉ. Tao nâng phát lên nè, mày nâng mắt chưa? Chưa nè. Nó chưa nâng mắt được 1166 đam. Trời ơi, đế đủ tiền. Đủ tiền luôn, nó dễ thiệt. Đủ tiền chưa? Trời. Ngu mấy cái này dạy nhanh mày. Nhanh này À không sao, nó yếu máu rồi, nó yếu máu rồi. Chết rồi. Dio quất ra đi. Từ để tao đặt thêm con Goku ở đây đặt để thủ. Rồi ok được rồi. Chưa xem được cái kia luôn rồi.
Thì ok, có vẻ như mình thấy một cái challenge có vẻ đang mở các bạn, cho nên bây giờ mình sẽ đi challenge luôn nha các bạn. Ok, let's go anh em. Hiện tại challenge này đang là act 3 của cái map gì đó, từ từ nó đang bật chế độ gì vậy, chế độ quải lồ. Dù unit mình nó sẽ ít nó sẽ cái tầm đánh sẽ ít hơn mày, short range nè. Short range. Cô đúng phế luôn, gạo vô đây cô đúng phế luôn. Không sao, không sao. Ít nhất thì nó không có búp chân boss được rồi. Giờ được rồi. Cũng ok, cũng ổn. Ok, let's go. Cái này nói đang xe đây rồi. Cái gì? Đồ đang xe con farm kìa mày. Xe cái gì? Con sẽ biết ở đây rồi nè, con này nè. Nhưng mà tao chưa có đủ gem. Tao chưa có đủ gem mới có 200 mấy à. 4 giờ 5 mơ mày đủ à. 4 giờ. À, nhắc vậy. Cái hồi ráng speed run nè. Ok, ở phát cuối thôi. Let's go. Map đi cũng dễ phết nha. Thao phụ mát. Con boss nó chầu với nó cá chi chó nữa. Cái đàn gần. Trời này ác 3 mà cha, ác 3 dễ rồi à. Ác 3 nãy qua rồi. Tại cái đây là đâu? Cái hạt này cái hạt 2 mà. 3. Định hai lại cái con trốn chó á. Nói chung cũng chả biết nữa, nhưng mà ác 2 ác 3 nãy qua đó, bằng ác gà rồi mà, dễ mà đánh chó vô gà. Thì phát cái kiểu có gì lắm. Nhiều quá. Nhiều quá. Ok xong luôn rồi, dễ rồi kìa. Được rồi, mấy cái fruit cái kiểu để về lobby. Ok. Let's go, đây là ác thứ 5 các bạn ơi. Mình nghĩ là còn một ác nữa là mình sẽ được xong trận rồi, nhưng mà mình nghĩ thêm một ác nữa thì có thể là mình sẽ mua được con Speedwagon luôn, chứ mình hiện tại đang xe Speedwagon các bạn, cho nên mình đang ráng cày lẹ lẹ để đi bắt đầu đi săn cái Speedwagon các bạn. Đúng rồi, phải cái Goku mà, phải cái Goku chứ. Goku ba đam. Mày lấy Dio trước cũng được. Tức thì lấy Dio trước cũng được. Yeah. Tao làm gì cậu? Làm gì cậu? Dạ, ở cái banner thôi đó. Giờ đi kiếm Speedwagon trước đây rồi xong hẳn săn đi vô. Lát rồi mong ra Mythical ha. Mong ra Mythical hoặc là Itachi. Banner có Mythical gì vậy? Banner có Mythical là con gì đó, con Diavolo trong Jojo biết không? Cái con đó khả năng 8 skip á. Nhưng mà 8 skip thì ta vẫn chưa biết cái trong game này nó có gì đặc biệt không nữa. Hay là đi đoạn. Ai biết được. Rồi ok. Đây ra lobby cái. Đi tên lobby. Wow. Đến vào đến cái màn cuối cùng nè các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi cái màn cuối cùng này. Thì đi nãy giờ cũng hơn tiếng rồi các bạn. Đi rất là mất thời gian các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ráng đi đến màn cuối cùng này, xong đó mình sẽ kết thúc video ha. Với lại trước khi kết thúc video thì đương nhiên mình sẽ quay cái con nhân vật Epic Speedwagon nữa các bạn. Đương nhiên rồi, tại nhân vật đó khá là quan trọng trong cái game này. Đi farm tiền nữa các bạn, khá là ngon. Nên bây giờ mình sẽ ráng đi màn cuối nha các bạn. Đi màn cuối đầy đủ 500 gem nha. Rồi let's go. Cái game anime adventure này không biết update khi nào nữa. Nay game này bảo update một tuần một lần đúng hốt. Ờ đúng rồi. Không, nhưng mà nếu mà làm vậy thì nó sẽ nhanh bị biết ý tưởng lắm. Tại do kiểu như là ý tưởng làm game nó bay hết mẹ trong tuần rồi. Giống kiểu vậy. Chơi đông hơn. Kiểu nó chập cày á. Quá đã nghiệp mình. Wow, ACT 6 rồi đúng không? Gì? ACT 6 đúng không? 6 rồi đúng rồi, cái này mắc cuối rồi đó. Mắc cuối đi phát này xong là đủ game luôn. Mai làm thêm cái quả challenge nữa là coi như là đủ quét luôn. Mà em sáng sớm ấy. Mai sáng sớm dậy rồi.
Ok, thanh niên boss sắp chết rồi, let's go, sắp đủ tiền đi mua cái con gì đó rồi. Ok, vô server VIP đi cô. Ok. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi quay con gì ta? Con Whisper Dragon nha các bạn. Được 600 gem luôn nè, trời ghê chứ, dư quá trời gem luôn. Nó đi đúng màn cuối khác. Rồi, bây giờ mình sẽ quay nha. Quay 10 lần cái gì cũng ra rồi, nhưng mà không biết có ra Mythical hoặc Legendary không thôi. Ok, bắt đầu thôi. Naruto, Tanjiro. Ủa, Epic đâu? Ủa, Epic luôn, let's go. Trời ơi, tưởng không ra chứ, let's go, ra rồi. Ây da, ra được Speed Dragon rồi nè. Ngon. Ủa mẹ, nói Mythical, mày nói Mythical quá. Đúng ra rồi á. Nghĩ sao ra được Mythical, ý là ra Speed Dragon hiểu không trời. Tao tưởng không ra luôn chứ, tại do là nhân phẩm kém quá. Tưởng không ra luôn, từ để tao xe bớt á. Xe bớt một vài con, giữ một vài con làm kỷ niệm chơi. Con nào có rồi thì giữ. Ok, ngon lành cành chim. Ủa mấy challenge nhận game nè. Gì? Challenge game. Hiểu challenge này đi xong được nhận game ấy. Nhưng mà thôi, video này cũng dài rồi. Thì để bắt đầu ở cái ngày thứ ba mình sẽ đi full cái quest cho các bạn ha. Hiện tại thì quest daily quest của mình sắp xong rồi, chỉ cần đi một cái challenge nữa là mình xong rồi ha. Ok, đây chính là video của mình. Thì nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like nha, để mình có thể làm những cái video YouTube tiếp theo nha các bạn. Bye bye anh em.